Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi ra quân huấn luyện trong toàn quân, ngày 1 tháng 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển. Theo đó, năm 2023, hai đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn, giúp cán bộ chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện, cơ bản thiết thực vững chắc, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là mục tiêu huấn luyện, tập trung huấn luyện cán bộ sĩ quan theo hướng biết cấp trên, giỏi cấp mình hơn cấp dưới. Quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, chiến sĩ thành thạo vị trí chức trách đảm nhiệm, thay thế được một số vị trí khác, quản lý khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị mới hiện đại. Đặc biệt chú trọng huấn luyện sử dụng trang bị công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cảnh sát biển, tăng cường huấn luyện điều lệnh, giáo dục pháp luật, chỉ thị, quy định xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực, võ thuật, bơi,